Tin tư lệnh lục quân NATO Roger Cloutier đã bị Nga bắt giữ có phải sự thật? Thưa các bạn, trong khoảng thời gian giữa tháng 4, nhiều thông tin trên mạng xã hội đã lan truyền về việc tướng Mỹ Roger Cloutier, tư lệnh quân đội Ukraine, đã bị quân đội Nga bắt giữ ở khu vực Azovstal, thành phố cảng Mariupol. Kèm theo đó, các trang mạng còn thông tin rằng Washington đang tìm cách đàm phán với Moscow để chuộc lại tướng Cloutier. Tuy nhiên, thông tin này đã để lại rất nhiều nghi ngờ, và cuối cùng thì nhân vật chính cũng đã lên tiếng xác nhận. Cụ thể, trong đoạn video dài 34 giây do một độc giả cung cấp, một người đàn ông bị hai người mặc áo có gắn phù hiệu cờ Nga bắt giữ. Người đàn ông mặc thường phục, đội mũ lưỡi chai và khuôn mặt là mờ nên không thể nhận biết được diện mạo của ông ta. Dòng chữ trắng ở góc bên phải video với tiêu đề Cơ quan an ninh Liên bang Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol, một cuộc điều tra bằng cách tìm kiếm ngược hình ảnh đã được thực hiện. Kết quả cho thấy, tờ Russian Gazette của Nga đã sử dụng đoạn video này trong một bản tin có tiêu đề Một thành viên của tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Ukraine bị bắt ở Crimea. Tờ Russian Gazette đưa tin, ở Crimea, một công dân Ukraine 51 tuổi bị tình nghi có liên quan đến tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa bất hợp pháp. Tiểu đoàn tình nguyện Norman Selebichihan, trong đó có người dân tộc thiểu số Tatar Crimea. Theo quyết định của tòa án khu vực Kiev, ông ta đã bị bắt giữ. Người Ukraine này đã bị bắt giữ ở phía bắc Crimea khi lấy danh nghĩa dân tị nạn để vượt qua biên giới Nga. Bài báo trích dẫn một bài báo cáo từ phòng thông tin của Cơ quan An ninh Liên bang Cộng hòa Crimea cho biết, người đàn ông này đã cung cấp vật tư, quân phục và thực phẩm cho tiểu đoàn tình nguyện Norman Selebichihan. Như vậy, tư lệnh lục quân NATO đang ở đâu? Vào tháng 4, tài khoản Twitter của Bộ Tư lệnh Lục quân NATO đã đăng thông tin rằng đại diện của 24 nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác đã gặp nhau tại thành phố Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về các kế hoạch triển khai chiến lược lục quân. Thông tin đi kèm hai bức ảnh hiện trường, bức ảnh bên phải là cảnh ông Cloutier đang phát biểu, còn bức ảnh bên trái là ảnh tập thể với ông Cloutier ở trung tâm. Ngoài ra, tờ Washington Examiner của Mỹ cũng từng hỏi một phát ngôn viên của NATO về việc ông Cloutier có bị Nga bắt giữ hay không và nhận được câu trả lời phủ nhận thông tin này. Thông qua Twitter, nhà báo Alistair Coleman của đài BBC hôm 5 tháng 4 khẳng định thông tin trên chỉ là bịa đặt. Nhà báo Coleman cũng khẳng định vừa nói chuyện với tướng Cloutier và ông này vẫn mạnh khỏe bình thường. Phát ngôn viên của NATO cho biết, chuyến thăm cuối cùng của tướng Cloutier tới Ukraine vào tháng 7 năm 2021 để tham gia một cuộc hội đàm tham mưu lục quân tại Kiev nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa NATO với quân đội Ukraine. Không những vậy, theo truyền thông phương Tây, ông Cloutier không phải là mang quân hàm thiếu tướng như tin đồn trên viết mà mang quân hàm trung tướng. Mặt khác, ông cũng còn giữ vị trí chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Phi mà đã giữ vị trí chỉ huy lực lượng mặt đất Liên minh NATO từ 2 năm qua. Tóm lại, những tin đồn gần đây trên các nền tảng xã hội rằng Trung tướng Roger Cloutier, tư lệnh lục quân NATO bị quân đội Nga bắt giữ, đã chính thức được xác nhận là tin đồn thất thiệt. Người đàn ông trong video là một người Ukraine tham gia tiểu đoàn tình nguyện của nhóm vũ trang Tatar Crimea. Ông này có ngoại hình giống chứ không phải là Roger Cloutier. Giữ chức vụ cao trong khối quân sự NATO như vậy, ông Roger Cloutier bị bắt là rất khó có khả năng xảy ra, và nếu thậm chí nó có xảy ra thật, thì Mỹ và các đồng minh chắc chắn sẽ lên kế hoạch đối đầu trực tiếp với Nga. Khi đó, một cuộc chiến tranh thế giới làm lan rộng ra toàn cầu là điều không thể tránh được. Mới đây, một nhân vật cốt cán trong lực lượng bài Nga lại tiếp tục lên tiếng, đó chính là Ba Lan. Cụ thể, bằng hành động đại sứ Nga tại Ba Lan đã bị tấn công ở nghĩa trang các binh sĩ Liên Xô. Hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, đại sứ nước họ tại Ba Lan đã bị những người biểu tình phản đối cuộc chiến ở Ukraine ném sơn đỏ vào ông khi ông chuẩn bị đặt hoa kỷ niệm ngày chiến thắng Đức Quốc xã vào năm 1945 ở thủ đô Warsaw hôm 9 tháng 5. Theo đó, đại sứ Sergei Andreev đến nghĩa trang binh sĩ Liên Xô để đặt hoa tưởng nhớ đến các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô. Ngày lễ được tổ chức hoành tráng trong cuộc diễu hành tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Tuy nhiên, những người biểu tình đã ngăn cản đại sứ và những người khác đặt hoa tại nghĩa trang. Khi bước ra khỏi xe, ông bị bao vây bởi một đám đông hung hãn đã tập trung từ trước đó. Họ mang theo cờ Ukraine, những tấm khăn tẩm sơn đỏ và các khẩu hiệu phản đối Moscow. Sau vụ việc, ông Andreev buộc phải rời nghĩa trang trong sự tháp tùng của cảnh sát. Ngay sau đó, bà Maria Zakharova, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố trên kênh Telegram để bình luận về vụ tấn công đại sứ Nga ở Warsaw rằng
Những phần tử hâm mộ chủ nghĩa tân quốc xã lại một lần nữa để lộ bộ mặt thật của chúng, và đó là bộ mặt khát máu nhưng không kẻ nào có thể hăm dọa được nước Nga. Người dân châu Âu nên thấy sợ khi soi mình trong gương. Nghĩa trang Liên Xô nằm ở một công viên rộng lớn trên tuyến đường nối trung tâm thành phố với sân bay quốc tế. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của hơn 20.000 chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh khi chiến đấu đánh bại Đức quốc xã. Vậy Ba Lan có phản ứng ra sao trước sự việc đáng xấu hổ này? Ngoại trưởng Ba Lan là Zbigniew Strau cho biết đã lấy làm tiếc về vụ việc, đồng thời nói rằng các nhà ngoại giao luôn được bảo vệ đặc biệt dù quốc gia của họ có theo đuổi những chính sách nào. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński viết trên mạng xã hội Twitter rằng việc những người phản đối Nga tụ tập sau sự kiện là bất hợp pháp. Cảm xúc của những người phụ nữ Ukraine tham gia biểu tình, những người có chồng chiến đấu bảo vệ quê hương là có thể hiểu được. Quan hệ giữa Moscow và Warsaw đang căng thẳng vì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ba Lan, nước láng giềng ở phía tây của Ukraine, là bên dẫn đầu những lời kêu gọi của Liên minh châu Âu EU tăng cường trừng phạt Moscow và kêu gọi NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại lực lượng Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước đã cáo buộc Ba Lan có thể là mối đe dọa tiềm tàng với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 3 cảnh báo Ba Lan sẽ phải trả giá đắt vì hội chứng bài Nga. Thưa các bạn, tin đồn Roger Cloutier bị bắt là giả, không có ý nghĩa chứng minh cho việc NATO không gửi cố vấn cấp cao đến Ukraine và nhiều khả năng đang trốn dưới tầng hầm ở nhà máy thép Azovstal. Hãng thông tấn Nga Lenta cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng hoán đổi người đứng đầu, đảng cương lĩnh đối lập vì sự sống đang bị an ninh nước này giam giữ. Đó là ông Viktor Medvedchuk, người đã đổi lấy các tù binh Ukraine bị phía Nga giam cầm. Viktor Medvedchuk không chỉ là một chính trị gia, ông còn là một người giàu nhất nhì Ukraine với khối tài sản ước tính là khoảng 620 triệu đô. Vị tỷ phú này được cho là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Viktor bị bắt không hề có một chứng cứ quan trọng nào liên quan đến việc vi phạm pháp luật của mình, mà chỉ vì một lý do đơn giản là con bài để thương lượng với Nga nhằm đổi lấy tự do cho các binh lính Ukraine kèm theo những chiến sĩ quốc tế mang quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, Canada. Thứ duy nhất mà chính quyền Zelensky quy chụp cho Medvedchuk phản quốc chỉ là ông này có quan hệ thân thiết với ông Putin. Medvedchuk cũng không phải là đối thủ chính trị của Zelensky, và một khi Tổng thống Zelensky đã ra quyết định bắt giữ một công dân của mình không bằng chứng kết tội nào ngoài cáo buộc bằng miệng là phản quốc, hành động ấy không phải là một việc mà nhà cầm quyền nên làm, mà nó mang đậm chất luật rừng. Song mục đích của Tổng thống Zelensky là dùng Medvedchuk để đánh đổi tù binh. Có lẽ trong số những người đang cố thủ ở Mariupol có những tên tuổi mà Mỹ rất cần để trao đổi. Zelensky thực tế chỉ hành động theo ý chí của nước Mỹ mà thôi. Theo như bài viết của ký giả Rigis Lesomier trên tờ Le Figaro, khi ông theo chân những người Pháp tham gia lực lượng Lê Dương tình nguyện quốc tế ở Lviv, ông đã tình cờ biết được chỉ huy là một cựu binh sĩ Mỹ có tên Carl Larson. Người này khi biết Somier là ký giả đã đuổi ông đi ngay lập tức. Và câu hỏi đặt ra là trong số những tình nguyện viên đến từ Mỹ, có bao nhiêu người thực tế là do chính quân đội Mỹ cài cắm? Tại sao Ukraine muốn cả thế giới biết đến tội ác chiến tranh của Nga nhưng lại sẵn sàng đuổi ngay nhà báo phương Tây đi khỏi điểm nóng? Họ sẽ kiểm soát thông tin theo cách mà họ muốn và Mỹ muốn. Để đổi lấy một tù binh vô danh, người ta chỉ cần một tù binh tiểu tốt để mang Medvedchuk ra đổi. Chắc chắn người mà phía Ukraine cần rất có giá trị. Những tin đồn về tư lệnh lục quân NATO là Roger Cloutier nằm trong số tù binh bị bắt giữ ở Mariupol thì đã bị phủ nhận. Tuy nhiên, họ không thể chối cãi với vị tướng Canada Trevor Cardier bị tóm gọn khi đang cố gắng trốn thoát khỏi nhà máy Azovstal, thì họ ngay lập tức tung tin rằng ông tướng người Canada này đã từ nhiệm từ tháng trước khi dính bê bối xâm hại người khác. Vậy còn những con cá lớn nào nữa? Đây là một câu hỏi khó ngay lúc này, nhưng việc Ukraine liên tục nỗ lực giải cứu bằng trực thăng ở Mariupol suốt thời gian qua đủ cho thấy những người cần được giải cứu quan trọng đến mức như thế nào. Hiện giờ vẫn có hàng trăm binh sĩ Ukraine được cho là đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal đang cầu cứu chính phủ Ukraine ngày đêm. Đại úy Vyacheslav Palama, phó chỉ huy trung đoàn Azov đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal của Mariupol, đã nói rằng nhiều binh sĩ bị thương cần phải được sơ tán khỏi địa điểm này sau các cuộc tấn công của Nga. Ông nói, có rất nhiều người bị thương, họ cần sơ tán. Người ta không thể trì hoãn quá trình vì những người bị thương cần được chăm sóc y tế, họ cần thức ăn bình thường và không khí trong lành.
Song song với đó, Ukraine vẫn như một con rối bị giật dây để kích động lòng hận thù, đúng như cách ngài Tổng thống Zelensky khinh khỉnh với nguyên thủ Đức vì thái độ của Đức là lưỡng lự chứ không mạch lạc như Mỹ hay Ba Lan. Khổ đau của một đất nước bên cạnh nghèo nàn và bất công còn là một chính phủ yếu kém và phải phụ thuộc vào một chính phủ khác, cách đó cả ngàn cây số. Tổng thống Putin từng nhiều lần bày tỏ sự bất bình trước cách phương Tây đối xử với Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Ông cũng cho rằng Ukraine đã bị Mỹ lợi dụng để đe dọa Nga. Hôm 10 tháng 5, khi được hỏi liệu Moscow có thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật phủ đầu hay không, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố, quyết định này phụ thuộc vào học thuyết quân sự của Nga. Các nguyên tắc triển khai quân sự chính thức của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nếu đối phương cũng sử dụng chúng hoặc nếu nhà nước Nga phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ những vũ khí thông thường. Quyết định sử dụng kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới của Nga thuộc về quyền của Tổng thống Nga hiện tại là ông Vladimir Putin. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã khiến hàng ngàn người đã không qua khỏi, gần 10 triệu người phải di tản và làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu lớn hơn giữa Nga và Mỹ, những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns hôm 7 tháng 5 cho biết, Tổng thống Putin cho rằng ông không thể để thua ở Ukraine, đồng thời cảnh báo phương Tây không thể bỏ qua nguy cơ Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2, các lực lượng Nga đã tiêu diệt 63 máy bay, 124 trực thăng, 793 máy bay không người lái, 300 hệ thống tên lửa đất đối không, 2.979 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 351 tên lửa phóng loạt, 1.440 khẩu pháo dã chiến súng cối và 2.789 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Thông tin vừa rồi đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm like, share và đăng ký để nhận được thông báo về các bản tin sớm nhất. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.